Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án kiếm tiền free online. Thì những cái dự án này các bạn sẽ kiếm được các đồng tiền điện tử free, hay mình gọi là token hoặc là gọi là coin free các bạn nhé. Thì những dự án này nó yêu cầu các bạn sẽ phải có những cái tài khoản Telegram để các bạn chatbot, cũng như là ví, thì các bạn sẽ sử dụng ví ERC20, ví ở trên MetaMask các bạn nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn từng cái dự án một. Dự án đầu tiên là con Vaporium. Dự án này có ký hiệu là WAC và sẽ phát khoảng 50 đồng và tương đương với khoảng 5 đô la. Đấy, thì sẽ trả vào 20 tháng 12 năm 2020. Thì các bạn sẽ chatbot theo hướng dẫn của mình để nhận coin free các bạn nhé. Thì mình sẽ gộp lại mỗi mỗi dự án này, nó cũng chat khá là đơn giản, 1-2 phút là các bạn chat xong ấy. Cho nên là mình sẽ gộp một số dự án vào một cái video cho các bạn làm luôn nhé. 2W RR hả? Đây các bạn continue nhé. Các bạn theo dõi cho mình hai cái group ở trên Telegram. Dự án này dự là list ở Uniswap, Hotbit, MXC, Binance và KuCoin. Airdrop sẽ dành 30% các bạn nhé. Tem 10%, 40, 50%. 50% submit là unsold, 50% là bán và 50% là phát cho tất cả mọi người hả? Airdrop ở đây nhá. Website này thì các bạn sẽ check qua một số nhé. Các bạn lại theo dõi cho mình hai cái group nhá. Rồi, ok, theo dõi hết rồi thì mọi người sẽ theo dõi Twitter nhé. Trời ơi, cái bọn Hàn Quốc dở hơi. Bó tay, bọn Hàn chẳng ăn no, rửng mỡ các bạn ạ. 1, 2 giờ đêm, bây giờ là gần 3 giờ đêm rồi. Chạy xuống, nó chạy bộ xanh quanh cái sảnh ấy. Đi qua đi lại, chóng hết cả mặt ấy. Bọn đúng là dở hơi, ăn no, rửng mỡ. Các bạn retweet cho mình một cái nhé. Quay lại đây, các bạn ấn submit này. Theo dõi chuyên chờ retweet pin post và dán profile link. Mọi người sẽ vào profile nhé. Bạn này đúng là dùng mỡ thật đấy. Mỗi được mỗi hôm nó cũng thứ bảy mà nó cũng không yên cho nốt đấy. Rồi các bạn sẽ copy lấy ví ERC20 nhé, các bạn dán vào nhé. Có người đi người lại á. Mình muốn nhắm mắt một ít cũng không được luôn mọi người ạ. Ok nhé, như thế là đã xong rồi nhé mọi người nhé. Với cái dự án này đã xong khá là đơn giản. Các bạn theo dõi hai group ở trên Telegram cũng như là theo dõi Twitter, Redchain, Pinterest là xong. Dàn ví ERC20 nhé, ví ở trên MetaMask. Đây là cái dự án đầu đầu tiên nhé. Dự án thứ hai sẽ là cái con KP2R. Cái dự án này cũng thế nhé các bạn nhé, cũng chatbot y như thế luôn đấy. Cái dự án này thì mình thấy một số bạn làm nhưng mà mình chắc check mấy cái group thì không thấy nó nói đến, nhưng mà khi mà người ta hỏi về cái airdrop thì nó bảo là có. Đấy, admin bảo là có nhé các bạn nhé. Các bạn start này, continue sau đánh. Các bạn continue sau đấy các bạn mới đánh số này vào nhé. Dự là lead ở Uniswap, các bạn đã lead ở Uniswap đây. Thử xem nào. Test thử xem nào. Đây vẫn là theo dõi hai cái này thôi. Theo dõi group, theo dõi Twitter thôi mọi người ạ. Đấy thì các bạn cũng làm y như thế nhé. Don này, theo dõi channel này nữa này, quay lại ấn don tiếp nha. Follow Twitter này, đây like red nha. Quay lại này, các bạn ấn vào chờ name. Theo dõi cái group này nữa nha. Đây là cái group iDrop 6. iDrop 6 phát hành cái iDrop này thì iDrop 6 cũng khá là uy tín đấy mọi người. Cho nên là mình cứ tin một lần xem thế nào.
Đấy, mọi người sẽ copy vẫn là cái ví lúc nãy nha các bạn nhé. Đấy, vẫn ví ERC20 thôi mọi người nhé. Paste tiếp, thế là xong nha, xong hai dự án nhé. Đấy, các bạn sẽ nhận được 0,5 KP Hydro trên một rep. Ok, xong hai dự án rồi nhỉ. Ok, thế là mình đã chat xong hai dự án này nhá. Thì coi như là mình sẽ chia ra cái video cho nó ấy nhá. Tức làm nhiều quá thì mọi người là lẫn la lẫn lộn hết. Thôi thì hai cái video, hai cái dự án bên dưới thì mình lại là video làm video sau nhé các bạn nhé. Một số dự án thì một số các bạn đưa link cho là các bạn làm được luôn đấy, nhưng mà một số dự án thì cũng khá là khó, cho nên là mình cũng phải hướng dẫn đấy. Một số bạn mới nữa thì mình lại phải hướng dẫn tiếp. Đấy, một số bạn mới thì có mỗi cái bảo là copy ví ERC20 mà các bạn lại hỏi là anh phải nói rõ là điền ví gì. Đấy. Thì bây giờ là mình không có hướng dẫn là đăng ký ví rồi các thứ nữa đâu nhá mọi người nhá. Như vậy là các bạn sẽ phải chuẩn bị trước đấy. Khi mà các bạn bước vào kiếm tiền free từ những cái dự án token hoặc là coin free này thì các bạn sẽ phải chuẩn bị trước những cái đầu tiên là những cái mạng xã hội này là các bạn phải có này. Các bạn phải có ví MetaMask này, có ví Tron Link này các bạn nhá. Đấy, và một số sàn ở trên sàn, tài khoản ở trên sàn. Ok, như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn hai dự án nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.